Phật thuyết Pháp tập kinh quyển 2. Lại nữa thì Nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thật nghĩa của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Đó là một thành tựu đa văn, tụng trì, biển văn tuệ, tụ tập tạng văn tuệ mà không được cao ngạo. 2. Đầy đủ 4 vô ngại, nghĩa pháp từ nhạo thuyết mà luôn siêng năng. 3. Biết thế thời thuyết pháp chúng sinh mà luôn tôn kính sự tu hành của bậc trưởng đức. 4. Biết luận nghĩa giáo hóa chúng sinh mà luôn học hỏi. 5. Thành tựu các hành thiểu dục tri thức mà luôn cúng dường phụng sự các bậc tôn túc. 6. Thành tựu diệu tịnh tịch tỉnh tâm nhu hòa không khiếp sợ mà luôn sống giới hạnh tàm quý. 7. Thành tựu đầy đủ công đức sâu xa mà tùy thuận chúng sinh, thể hiện những sự có uế không giải thoát của thế gian. 8. Thành tựu tự tánh trực tâm, tâm nhu hòa, tâm an lạc mà thể hiện làm những việc giống như phá giới. 9. Thành tựu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà không tham đắm. 10. Phân biệt các cảnh giới, các đối xử ràng buộc của phiền não tham sân mà luôn siêng năng đoạn trừ phiền não cho chúng sinh. Thiện nam đó gọi là Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được thật nghĩa của pháp sư. Lại nữa thiện nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thật nghĩa của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Đó là một Đại Bồ Tát chấm dứt mọi sự tham cầu nhưng luôn siêng năng tạo công đức của Đại Bồ Tát. 2. Hiểu rõ sự vắng lặng của các pháp nên không chứng Bồ Đề nhưng luôn siêng năng tu bố thí. 3. Hiện biết các pháp vô cùng tận nhưng luôn sống nhẫn nhục an lạc. 4. Thường sống trong cảnh giới thiền định sâu xa nhưng vẫn tạo điều lành với chúng sinh. 5. Đầy đủ diệu tịnh tịch tỉnh nhưng vẫn thể hiện tâm tán loạn điên đảo để giáo hóa chúng sinh. 6. Thành tựu Đà La Ni và 4 vô ngại nhưng luôn siêng năng học hỏi hiểu biết. 7. Thành tựu tạng pháp bí mật nhưng vẫn siêng năng trải qua 100.000 giới tuần để học một bài kệ. 8. Biết các pháp không do người khác đem đến nhưng siêng năng gần gũi cung kính sư trưởng. 9. Biết các pháp không sinh diệt nhưng luôn siêng năng hộ trì chánh pháp. 10. Không thấy có chúng sinh và danh tự chúng sinh nhưng luôn siêng năng hiếu hóa chúng sinh đạt đại bồ đề. Thiện nam, đó gọi là Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được thật nghĩa của pháp sư. Lại nữa thiện nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thật nghĩa của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Đó là một Vì thành tựu nhiếp thọ ngữ nên thực hành bố thí á ngữ lợi hành, lợi ích đồng sự. 2. Vì thành tựu nhu nhí ngữ nên phát tâm đại bi. 3. Vì thành tựu tùy thuận ngữ nên tùy thuận tịch tỉnh lìa phiền não giải thoát. 4. Vì thành tựu tùy thuận ngữ nên tùy thuận chỉ quán và chân như. 5. Vì thành tựu thiện xảo ngữ nên đầy đủ lời nói rõ ràng, không bị chê trách, không ai xâm đoạt. 6. Vì thành tựu tự nghĩa ngữ nên bỏ lời ác, đủ lời thật nghĩa. 7. Vì bỏ lời vô nịnh nên phá trừ vô minh, lừa dối chúng sinh. 8. Vì không có lời nghi ngờ nên hiện thấy tướng các pháp. 9. Vì trừ bỏ lời nói phiền não kết xử nên đoạn trừ nhân của phiền não và tùy thuận phiền não. 10. Không còn lời nói căn bản phiền não vì không còn ở nơi trần cấu phát khởi. Thiện nam đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành để có thể biết được thật nghĩa của pháp sư. Lại nữa thiện nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thật nghĩa của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Đó là một Đại Bồ Tát thuyết giảng giáo pháp đều y theo diệu pháp, không vì sự cung kính cúng dường mà thuyết pháp. 2. Đường nơi tất cả chư Phật không nương theo tự tâm mà thuyết pháp. 3. Nương nơi gốc đại từ bi, không nương gốc phiền não, tùy phiền não mà thuyết pháp. 4. Vì đoạn trừ phàm phu tùy thuận cách xử, không vì người đoạn tuyệt sự tùy thuận Phật Pháp Tăng như pháp tu hành mà thuyết pháp. 5. Vì lòng đại từ bi tạo lỡ cho chúng sinh, không vì an lạc tự lợi mà thuyết pháp. 6. Phàm người thuyết pháp, nương vào pháp thâm diệu để thuyết giảng, do vì đã rốt ráo các pháp không, vô tướng, vô nguyện. 7. Người thuyết giảng y theo người thù thắng mà thuyết vì có thể tùy thuận chuyển bánh xe pháp lớn. 8. Người thuyết pháp do có khả năng hàng phục ma ngũ ấm, ma chết, ma phiền não, thiên ma, nên thuyết pháp để hàng phục tất cả ma oán. 9. Người thuyết pháp tùy thuận đạo tràng mà thuyết, vì đó là nơi thế gian đáng cúng dường. 10. Người thuyết pháp tùy thuận tất cả trí hiểu biết mà thuyết, là vì đã đạt được 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp bất cộng. Thì nam đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được thật nghĩa của pháp sư. Lại nữa thì nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thật nghĩa của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Đó là một Thích nghiệp sát sinh, phạm hạnh không thích nghiệp sát sinh thế gian. 2. Thích pháp các bậc thánh thực hành nhưng lại làm việc đáng trách để giáo hóa chúng sinh.
3. Thích thức ăn chánh pháp, không tham thức ăn thế gian. 4. Thích nơi vắng lặng, không tham đắm nơi thành ấp xóm làng. 5. Thích sự giác ngộ của chư Phật, không mong cầu sự giác ngộ của thanh văn biết chư Phật. 6. Thích đoạn trừ sở tri chướng, không thích đoạn trừ phiền não chướng. 7. Thích thành tựu sắc thân với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không thích chỉ chứng pháp thân. 8. Thích thành tựu 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp bất cộng, không thích chỉ chứng pháp tứ đế. 9. Thích tùy thuận thiện căn của chúng sinh, không thích tu tập thiện căn của chính mình. 10. Đoạn trừ phiền não và chủng tử phiền não, không thích chỉ đoạn trừ phiền não, pháp thì nào chướng. Thì nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được thật nghĩa của pháp sư. Lại nữa thì nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được thí dụ tương đương của pháp sư. 10 pháp ấy là gì? Một thì nam, ví như tánh của đất bình đẳng, có thể nâng đỡ hết thảy chúng sinh, nhưng không mong đền đáp. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, tâm tánh bình đẳng che chở chúng sinh mà không mong đền đáp. Hai thì nam, ví như tánh của nước có thể làm tươi nhuận mọi vật nhưng không mong đền đáp. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, đều công đức mình tạo lấy cho chúng sinh để họ được an ổn mà không mong đền đáp. Ba thì nam, ví như tánh của lửa có thể làm chín mọi vật nhưng không mong cầu. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, dùng công đức trí tuệ của mình tạo sự thành tựu đầy đủ về quả báo của thiện căn cho chúng sinh mà không mong đền đáp. Thì nam, ví như tánh của gió có thể nuôi lớn mọi cỏ cây nhưng không phân biệt, không mong cầu. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, có khả năng làm tăng trưởng sinh thân, pháp thân của chúng sinh mà không mong đền đáp. Năm thì nam, ví như hư không rộng lớn vô cùng, thể của nó không chướng ngại, dung nạp mọi thứ nhưng không phân biệt, không tham vướng. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, thành tựu vô số công đức, thể tánh không chướng ngại, tạo lợi cho chúng sinh nhưng không phân biệt, không tham chấp. Sáu thì nam, ví như trăng sáng trong hư không thanh tịnh trọn đầy, ai thấy cũng thích, chiếu soi mọi hình tượng trong thế gian nhưng không bị nhiễu uế. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, xuất hiện ở đời đầy đủ công đức, chúng sinh ở bất cứ nơi nào thấy được đều yêu thích, cứu độ chúng sinh như không bị thế gian làm ô nhiễm. Bảy thì nam, ví như mặt trời mọc rọi khắp nơi, không còn tâm tối, không bị chướng ngại, chúng sinh làm việc đều được thành tựu, nhưng tánh không phân biệt, không mong báo ân. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, xuất hiện ở đời phá trừ vô minh tâm tối của chúng sinh, dùng trí tuệ sáng soi làm căn lành của chúng sinh tăng trưởng nhưng không phân biệt, không mong đền đáp. Tám thì nam, ví như chiếc thuyền bền chắc không hư hoại, đưa chúng sinh qua biển nhưng không đòi hỏi đền đáp. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, lấy trí tuệ làm sự bền chắc, lấy các ba la mật làm sự vững chãi, lấy đại từ bi làm dây khéo léo, đưa chúng sinh qua biển sinh tử mà không đòi hỏi đền đáp. Số 9 thì nam, ví như chiếc cầu bắc ngang qua gần thác, sông suối nguy hiểm đáng sợ, đem đến sự an lạc bình đẳng cho chúng sinh đi qua mà không có ý tưởng phân biệt. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, lá chiếc cầu trong dòng tác phiền não nguy hiểm đáng sợ, đem đến sự an lạc bình đẳng cho chúng sinh mà không có tâm phân biệt độ thoát. 10 thiện nam, ví như đốt đèn sáng trong nhà tối, đối với chúng sinh thượng trung hạ, ánh đèn vẫn bình đẳng chiếu soi mà không có ý tưởng về ngã ngã sở. Bồ Tát pháp sư cũng vậy, đốt đèn sáng trí tuệ trong nhà vô minh tâm tối, bình đẳng chiếu soi cho chúng sinh thượng trung hạ mà không có tâm về ngã ngã sở. Thì nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được thí dụ tương ưng của pháp sư. Lại nữa thì nam, Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được pháp không nên chung sống. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, không ở chung với chúng sinh yếu kém, tâm thấp hèn hẹp hòi. 2. Không ở chung với chúng sinh không có tâm rộng lớn, hạnh rộng lớn, biến nhát. 3. Không ở chung với chúng sinh có tâm kiêu mạn, tăng thượng mạn, ngã mạn, giống như cờ phướng cao. 4. Không ở chung với chúng sinh kiêu kiệt, phá giới, sân hận, biến nhát, loạn tâm, ngu si. 5. Không ở chung với chúng sinh luôn tham dục, sân hận, não hại, giác quán. 6. Không ở chung với chúng sinh phân biệt đủ thứ. 7. Không ở chung với chúng sinh bị triền cái chướng ngại phiền não sai sử. 8. Không ở chung với hàng thanh văn, bích chư Phật và tâm niệm thế gian. 9. Không sống với tâm niệm mong cầu, cung kính, khen ngợi, lễ bái. 10. Không sống với tâm ngã, ngã sở. Thì nam, đó gọi là Đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được pháp không nên chung sống. Lại nữa thì nam, Đại Bồ Tát không sống với 10 tâm xả bỏ. Những gì là 10 đó là: 1. Không sống với tâm không giữ gìn diệu pháp. 2. Không sống với tâm không nghe diệu pháp.
ba không sống với tâm không giáo hóa chúng sinh, bốn không sống với tâm không bố thí pháp cho chúng sinh, năm không sống với tâm không tôn trọng cung kính cúng dường, sáu không sống với tâm không hàng phục ma chướng, bảy không sống với tâm không dẹp trừ ngoại đạo, tám không sống với tâm không hộ trì diệu pháp, chín không sống với tâm không tu các ba la mật, mười không sống với tâm không hồi hướng về ba tụ. Thiện nam đó gọi là đại bồ tát đối với 10 loại tâm xả bỏ đều không chung sống. Lại nữa, thiện nam đại bồ tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được các sự việc nên hóa hiện. 10 pháp ấy là gì? Đó là: một, sự hóa hiện ra chuyển luân vương; hai, sự hóa hiện ra đế thích; ba, sự hóa hiện ra phạm vương; bốn, sự hóa hiện ra thanh văn; năm, sự hóa hiện ra bích chi phật; sáu, sự hóa hiện ra bồ tát; bảy, sự hóa hiện ra phật; tám, sự hóa hiện ra đất nước phật; chín, sự hóa hiện ra đạo tràng; mười, sự hóa hiện ra đại chúng. Thiện nam, những sự ứng hóa này đều do bồ tát tùy thuận làm mong muốn của chúng sinh. Thiện nam, nếu chúng sinh có tâm tôn kính chuyển luân vương, giữa giới tu hành 10 nghiệp lành của an nghi, thì bồ tát thể hiện những sự trang nghiêm của chư luân vương để tạo lợi cho họ. Thiện nam, bánh xe báu ngàn công trang nghiêm của chư luân vương đều làm bằng vàng với phù đàn, vượt hơn trời người phi nhân, do công đức nơi ý nguyện sinh ra, ai thấy cũng thích. Những luân vương phàm không có được như vậy, voi báu thì thân hình sáng đẹp, đầy đủ sáu ngà và các tướng, ai thấy cũng thích. Đi trong hư không nhanh lẹ như voi yên la bà na, chim cánh vàng, do phước lực của căn lành thù thắng hóa sinh, những luân vương phàm không có được. Người báu thì sắc xanh biếc, tánh thuần tục, hiền lành giống như người chúa bà La Ha, đi trong hư không nhanh lẹ như gió, xuống ý nhà vua giống như ngọc như ý. Những luân vương phàm không có, mà đi báu thì tự nhiên đầy đủ góc cạnh, không phải do thợ làm ra, sắc sáng rực che lấp ánh sáng mặt trời, mặt trăng, sao, lửa, bốn gì được nấy. Những luân vương phàm không có, ngọc nữ thì da dẻ mịn màng, hình tướng xinh đẹp, không quá đen trắng, cao thấp mập ốm, oai nghi cử chỉ đều rất ưa nhìn, là thông đạt hết kỹ thuật thế gian và luận điểm của năm minh, giọng nói hòa nhã êm dịu, thành tựu biện tài, lời lẽ khéo léo, đầy đủ mọi việc thù thắng như ngọc như ý, tâm luôn an lạc, thực hành pháp thiện. Những luân vương phàm không có, chủ tàn báo thì thân cao lớn, tánh khí vững chãi, với như lực sĩ kim cang, vua thì sa môn khôi ngô tuấn tú, nói năng lưu loát, ai thấy được nghe đều vui thích, thành tựu mắt thịt đầy đủ từ bi, muốn gì được nấy như ngọc như ý. Chủ tàng báu này do thiện căn của luân vương hóa sinh, những luân vương phàm không có. Chủ binh báu thì do tất cả công đức của thiện căn hóa sinh, do như ngọc ảnh, ngọc mang đi ảnh tượng trong gương, hoàn tất mọi mong muốn của vua, thấy hình tướng là biết được mọi việc, những việc những vật cần dùng đều thù thắng không thể chê trách, đi trong hư không tự tại vô ngại, luôn dẫn đường theo ý vua, nơi nào đi qua đều được chinh phục. Những luân vương phàm không có, bảy sự quý báu của chuyển luân vương đó đều do thần lực tự tại của Bồ Tát tạo ra để làm an lạc cho chúng sinh. Vật báu và sự tạo nghiệp của vua đều thù thắng không thể chế trách. Dù những tâm chân thật như hòa, tùy thuận chánh pháp, chở bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh thực hành 10 nghiệp lành, đầy đủ 32 tướng tốt. Thiện nam, nếu chúng sinh tôn kính đao loại vương, thì Bồ Tát hóa thân làm đệ thích có 100 mắt ở cõi trời tam thập tam nói, mọi pháp đều vô thường, các người nên bỏ phóng dật. Thiện nam, nếu chúng sinh tôn trọng đại phạm vương, thì Bồ Tát hóa thân làm phạm vương, oai nghi thù thắng, giảng thuyết bốn thiền định cho đại chúng. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng thân thanh văn để hóa độ, không dùng thân bích chi phật và thân phật, thì Bồ Tát hóa thân thanh văn, nói pháp chấm dứt các khổ, được vui vô vi cho chúng sinh ấy. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng thân bích chi phật để hóa độ, không dùng thân thanh văn, thân phật, thì Bồ Tát hóa thân bích chi phật giảng thuyết pháp của bích chi phật, nói rõ các pháp đều vô thường, thích chỗ vắng lặng, nói giải thoát tam muội, tam ma bạc đề, bốn như ý túc. Bích chi phật là ruộng phước lớn, giảng pháp vô vi, giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh có chánh tín. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng thân Bồ Tát để hóa độ, thì Bồ Tát dùng thân vi diệu thanh tịnh thuyết giảng số pháp ba la mật, bốn pháp tịch tỉnh, đại từ đại bi, các sức nhẫn nhục tự tại. Thiện nam, chúng sinh nào đầy đủ căn lành đang dùng thân Phật để độ tác, thì Bồ Tát hóa thân Phật thuyết giảng huy lực bốn vô sở ý, với tam pháp bất cộng thì hiện thần thông thù thắng của chư Phật. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng cõi thanh tịnh trang nghiêm thù thắng của chư Phật đó độ tác, thì Bồ Tát biến ra tam thiên đại thiên thế giới bằng phẳng như bàn tay, không cao thấp, đất mềm mại như cỏ cao lân đà, ai tiếp xúc cũng đều vui vẻ,
và màu sắc như lưu ly, thoảng hương ulaka chiên đàn, không có các đường ác, không có người nữ cả huỳnh môn, hoặc tạo ra núi bằng bảy báu xinh đẹp, đủ các loại hoa trái thơm lạ, không có những núi tối tăm, hầm hố, gò đống, sàn sỏi, có cây nhơ uế cả gốc, hiện ra những thắng sự để giáo hóa chúng sinh. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng đạo tràng thù thắng trang nghiêm để hóa độ thì Bồ Tát thể hiện cây đạo tràng trang nghiêm cao to 20 giờ tuần, rễ cây chắc chắn không lay động được, thân cây bằng vàng với phù đàn, nhánh lá bằng vàng bạc lưu ly pha lê mã não, vì hiện ra vô số người nữ. Thiện nam, chúng sinh nào nên dùng đại chúng thù thắng để độ thoát thì Bồ Tát hóa hiện chư thiên oai đức lớn, trời rồng dạ xoa cả thất bà Adula Ca Lầu La Khỏa Na La Ma Hầu La Già Tất Đà Hoàng Nhân Phạm Thiên Vương Tứ Thiên Vương hoặc Thanh Văn, đạt bốn vô ngại giải thoát, hoặc Bồ Tát trụ địa thứ 10, đạt tam muội thủ lăng nghiêm. Thiện nam, đó gọi là đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành, có thể biết được các sự việc nên hóa hiện. Lại nữa, thiện nam, đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được quả báo thù thắng của các căn lành. 10 pháp ấy là gì? Đó là một, thiện nam, ví như do có mặt trăng trong hư không mà thấy các hình tượng mặt trăng trong nước, như mặt trăng trong hư không không xuống nước, cũng vậy do nhân duyên lành mà có quả thù thắng thành tựu mọi ý thích, như mặt trăng trong hư không không xuống nước, nhân duyên lành cũng không đi đến quả báo, nhưng vẫn do đó mà quả báo thù diệu sai khác. Hai, thiện nam, ví như do nghiệp nhân nhìn vào dòng tròn cho lông chim công thì thấy các màu sắc, cũng vậy đại Bồ Tát do nghiệp nhân lành mà có vô số quả báo sai khác, như nghiệp nhân không đi vào cái vòng tròn trên lông nhưng vẫn do lực của nó nên nhìn thấy các màu sắc, cũng vậy nghiệp nhân lành không đi đến quả báo nhưng vẫn do đó mà quả báo thù thắng sai khác. Ba, thiện nam, ví như nhờ thiện căn thù thắng mà trong hư không mưa hoa đủ các sắc hương vị tướng hoa hư không khác với thiện căn, cũng vậy nghiệp nhân lành không đi đến quả báo nhưng vẫn do đó mà có một số quả báo thù thắng sai khác. Năm, bốn, thiện nam, ví như do nghiệp lành thù thắng nên trong hư không có tiếng nhạc hay vui vẻ, nhưng hạnh lành ấy không đi vào tiếng nhạc vì tướng hạnh lành khác với tiếng nhạc, tướng tuy khác nhưng do nghiệp lành mà trong hư không có tiếng nhạc, cũng vậy do nghiệp nhân lành mà có quả báo thù thắng, dù nghiệp nhân lành không đi đến quả báo vẫn do nghiệp nhân lành mà có vô số quả báo sai khác. Năm, thiện nam, ví như do bốn đại tăng tượng duyên mà trong hư không có cầu vồng đủ màu, dù bốn đại không đi đến cầu vồng nhưng do lực của nó mà cầu vồng đủ màu sắc khác nhau, do địa đại có màu vàng, do thủy đại có màu xanh, do hỏa đại có màu đỏ với các màu đẹp, do phong đại có tướng tròn của cầu vồng, cũng vậy do nghiệp nhân lành tăng thượng mà có vô số quả báo. Sáu, thiện nam, ví như luân vương nhờ thọ trì 10 nghiệp lành mà có 7 báu lúa gạo tự nhiên không cần trồng trọt, dù 10 nghiệp lành không đi đến lúa gạo và 7 báu nhưng vẫn do đó mà có quả báo luân vương thù thắng. Như vậy do lực của thiện căn thiện tâm hành động mới có quả báo luân vương thù thắng, nhân vì nghiệp nhân không đi đến quả báo nên nói nhân quả khác nhau. Bảy, thiện nam, ví như nhờ nghiệp nhân thù thắng mà chư thiên tự nhiên có hoa mạn đà la cung điện đẹp các thức ngon, dù thiện căn không đến quả báo nhưng vẫn do đó mà có quả báo chư thiên thù thắng. Tám, thiện nam, ví như do lực thần thông như ý thù thắng nên vách đá không chướng ngại được, dù thần thông đi đến sự không chướng ngại nhưng vẫn do đó mà có sự không chướng ngại, cũng vậy do thiện căn không phóng dật mà có quả báo thù thắng. Chín, thiện nam, ví như do gió có lửa hừng, nếu không có gió thì chẳng có lửa hừng, lửa đã có thì nhờ sức lửa mà nó chín soi sáng, nhưng tánh lửa không do gió đưa đến vì ánh sáng sức nóng của lửa không có trong gió, cũng vậy mọi quả báo đều từ nhân duyên sinh. Mười, thiện nam, nên biết ví như tỳ kheo thực hành chánh pháp được công đức vô lậu tùy ý tự tại ở trong hư không, đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng không chướng ngại, dù tâm không chướng ngại đó không đi vào hư không nhưng vẫn thành tựu mọi sự không chướng ngại, vì thế từ tâm mà được mọi sự không chướng ngại, cũng vậy do nghiệp nhân nơi căn lành vô lậu mà có quả báo thù thắng. Thiện nam, đó gọi là đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì có thể biết được quả báo thù thắng của căn lành. Lại nữa, thiện nam, đại Bồ Tát thâm nhập 10 pháp hành thì biết được quả báo thù thắng của thiện căn vô lậu. 10 pháp ấy là gì? Đó là 6 thông 3 minh, 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 10 nhất thiết nhập, 10 tự tại, 10 đế, 9 thứ đệ định tam ma bạc đề, 10 lực, 10 trí.
Thiện nam sáu thông là gì? Đó là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, như ý trí, lậu tận trí. Thiện nam đại Bồ Tát có thiên nhãn thông thì thấy rõ đầy đủ mọi công đức lành, không chướng ngại, không đắm chấp, không dừng yên, không hành động, không sai lầm, không chê trách, không ở chung với thanh văn bất chi Phật, rồi bỏ tất cả phiền não và chúng tuổi phiền não, không thấy sai nhớ sai. Đại Bồ Tát có thiên nhãn thì có thấy chúng sinh đều do nghiệp nhân mà có sống chết, đẹp xấu, tô thô tế, biết như thật về nhân quả. Đại Bồ Tát có thiên nhãn thì sẽ được Phật trí, thành tựu Phật trí. Thiện nam đại Bồ Tát có thiên nhĩ thông thì có thì không gì chướng ngại được, đầy đủ mọi công đức lành hơn phàm phu, thích đề hoàng nhân, tứ thiên vương, trời đồng, giả xoa, ca tất bà, atula, ca lô la, khẩu na la, ma hầu la già, thanh văn bích chi Phật. Nhờ thiên nhị thanh tịnh thù thắng không chướng ngại này mà nghe mọi thứ tiếng của trời đồng, giả xoa, ca tất bà, atula, ca lô la, khẩu na la, ma hầu la già, cho đến tiếng mũi ruồi, nhận kiến, tiếng thánh nhân, phi thánh nhân, không thích tiếng thánh nhân, không ghét tiếng phi thánh nhân, nghe tiếng phàm phu không cho là thấp kém, nghe tiếng thanh văn bích chi Phật không cho là hơn, không vui khi nghe tiếng thánh nhân, không buồn khi nghe tiếng phi thánh nhân, nghe mọi thứ tiếng mà không có ý hay dở, xem như tiếng vang trong hư không, không có ngã ngã sợ, vắng yên lặng rỗng rỗng lặng, không có tai và tiếng tham đắm. Thiện nam đại Bồ Tát có tha tâm trí thì biết như thật về tâm mình, nhờ vậy mà biết được như thật về tâm chúng sinh tham không tham. Hay đại Bồ Tát biết như thật về tâm tham nhưng không giận, tâm không tham cũng chẳng vui, chỉ phát tâm bi với chúng sinh có tâm tham, phát tâm từ đối với chúng sinh không tham. Cũng vậy, Đại Bồ Tát biết như thật về tâm sân hay không sân, tâm si hay không si, tâm ái hay không ái, tâm thủ hay không thủ, tâm nhiễm ô hay không nhiễm ô, tâm suy xét hay không suy xét, tâm tâm muội hay không tâm muội, tâm như thật biết giải thoát hay không giải thoát. Như vậy, Đại Bồ Tát biết như thật về tâm chúng sinh. Đối với chúng sinh chưa giải thoát thì không sinh tâm giận, cũng không vui đối với chúng sinh giải thoát. Chỉ phát khởi tâm bi đối với chúng sinh chưa giải thoát, phát khởi tâm từ đối với chúng sinh giải thoát. Biết như thật tất cả các pháp đều từ nơi tâm, không tham chấp tâm này, tâm kia. Đại Bồ Tát có tha tâm trí, biết như thật về tâm chúng sinh. Các chúng sinh nếu không được Bồ Tát cho niệm lực thì không thể biết tâm Bồ Tát. Cho đến dùng thiên nhãn cũng không biết được, tất cả các thanh văn bích chi Phật cũng không biết được, huống như là những cái phần phu vô trí làm sao biết được. Đó gọi là tha tâm trí của Đại Bồ Tát. Thì nam, Đại Bồ Tát có túc mạng trí thì đầy đủ mọi căn lành, có thể biết được thân mạng trong vô số kiếp ở quá khứ của mình và chúng sinh, biết được một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn vạn đời, cho đến vô số a tăng kỳ đời, vô số trăm ngàn ức nay do tha đời, biết rõ sự thành hóa của một kiếp, vô số a tăng kỳ kiếp, vô số trăm ngàn ức nay do tha kiếp, biết rõ sự thành hoại của đại kiếp, biết rõ trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, vô số trăm ngàn vạn kiếp của đại kiếp. Ngoài chư Phật và Bồ Tát trụ địa ra, Đại Bồ Tát có túc mạng trí, biết rõ sự mê hoặc của tất cả thế gian, trời người, thanh văn, biết chư Phật. Bồ Tát biết mình sống ở nơi đó, có tên, có họ tên, hình sắc, sự ăn uống, mạng sống, sự dân ở, cao thấp, mập ốm, đẹp xấu, khổ vui như vậy. Sau khi chết lại sinh đến nơi kia, có họ tên, hình sắc, sự ăn uống, mạng sống, sự dân ở, cao thấp, mập ốm, đẹp xấu, khổ vui như vậy, và cũng biết rõ như vậy về thân của chúng sinh như ruồi, muỗi, nhận kiến. Đại Bồ Tát có túc mạng trí thì không chướng ngại, đình trệ, không tham chấp, luôn tương ứng với đại từ bi, sâu xa có thể suy xét được, sẽ rời các sự phiền não và chủng tử phiền não, trang nghiêm bằng công đức trí tuệ thanh tịnh. Thiện nam, thế nào là Đại Bồ Tát có như ý thông trí? Là Đại Bồ Tát có mọi trí tuệ phước đức không chướng ngại, tự nhiên không phân biệt, trải qua vô số a tăng kỳ, trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, tu tập bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, do sức trí tuệ nơi tự thân tăng thượng và duyên tăng thượng của Như Lai tịnh thiên mà Bồ Tát thành tựu như ý nguyện, tự nhiên không chướng ngại, vượt tất cả thế gian để tạo lợi cho chúng sinh. Bồ Tát này muốn dừng ở đâu thì ở đó, muốn thể hiện cảnh giới này gì thì thể hiện cảnh giới đó. Với trí tuệ tự tại như ý, Bồ Tát thì hiện khắp mọi nơi không chướng ngại. Đối với chúng sinh đáng dùng thân chúng sinh để độ thoát, thì Bồ Tát thì hiện thân hình chúng sinh. Hiện ra tất cả các thân hình tùy theo căn cơ của chúng sinh, làm mọi việc nói năng có oai nghi. Bồ Tát muốn biến sắc thân chúng sinh thành sắc tượng Phật, thì hiện ngay.
Bồ Tát lại muốn biến sắc tượng Phật thành thân chúng sinh, thì hiện ngay. Bồ Tát muốn cho kiếp thành kiếp hoại, thì thể hiện cho chúng sinh thấy được, thấy hay ngược lại, biến kiếp hoại trở thành kiếp thành. Như thế tất cả sự thành hay hoại đều thể hiện ra. Bồ Tát lại muốn làm cho một kiếp trở thành một phần của Ngài, thì thể hiện cho chúng sinh thấy. Bồ Tát muốn cho một phần của Ngài thành một kiếp, thể hiện cho chúng sinh thấy như thế. Đó là Đại Bồ Tát hóa hiện như ý tông. Đại Bồ Tát đạt hiện tiền như ý tông là Đại Bồ Tát có công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn, tự nhiên vô tâm mà thành, thành tựu mọi việc hiện tiền không bị hư hoại. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát đạt như ý thông tự nhiên? Chúng sinh nào có tính tâm như vậy, thích thấy các hình sắc oai nghi, thì Bồ Tát không suy xét, không phân biệt, mà tự nhiên hiện có bao nhiêu thế giới chúng sinh thích thấy Phật ra đời. Để độ thoát thì Bồ Tát thể hiện Đức Phật ra đời ở những nơi đó. Từ cõi trời đâu xuất hiện xuống, vào thai ra thai, xuất gia tu khổ hạnh, đến đạo tràng, chiến thắng ma, thành chánh giác. Chỉ bánh xe Pháp thể hiện Niết Bàn để giáo hóa chúng sinh. Thì Nam, Đại Bồ Tát có như ý thần thông trí, thì có dư luận cảnh giới thần thông như ý như thế. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát có lậu tạng trí thông? Bồ Tát xa lìa bốn lậu, đó là dục lậu, hữu lậu, khiến lậu, vô minh lậu. Đại Bồ Tát xa lìa các lậu như thế không còn thọ sinh. Tuy không thọ sinh, nhưng Bồ Tát tùy thuận thể hiện những nơi sinh để giáo hóa chúng sinh. Đó là Bồ Tát an nhiên hành Đại Bồ Tát không dừng nghỉ. Thì Nam, ba minh của Bồ Tát là gì? Đó là thiên nhãn trí minh, túc mạng trí minh, lậu tận trí minh. Thì Nam, thế nào là trí có thiên nhãn trí, thiên nhãn minh? Thế nào là thiên? Là thiên nhãn trí của thanh tịnh thiên và thắng diệu thượng thiên. Bồ Tát đạt được thiên nhãn đó, nhãn trí đó, thanh tịnh thiên là thanh văn, bích chư Phật, Bồ Tát chư Phật, thắng diệu thượng thiên là chư Phật Như Lai, trước các hàng thanh văn, bích chư Phật. Đại Bồ Tát được thiên nhãn của chư Phật Như Lai là minh thứ nhất. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát có túc mạng trí minh? Chư Phật Như Lai thấy hiểu hết các cảnh giới quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ Tát đạt được lãnh Phật đó là Bồ Tát có túc mạng trí minh. Minh này khác với thanh văn bích chư Phật, đó là minh thứ hai. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát có lậu tận trí minh? Bồ Tát từ bỏ bốn lậu dục, hữu, kiến, vô minh và chủng tử phiền não. Khi Bồ Tát chứng được kiến đạo thì đã đoạn trừ được phiền não và chủng tử phiền não đó. Không phải chỉ đoạn trừ pháp phiền não chướng, là khác với thanh văn bích chư Phật đã đạt lậu tận thì không còn chướng ngại trong việc thọ sinh và giáo hóa chúng sinh. Thiện Nam, thế nào là Đại Bồ Tát có tám giải thoát? Đó là một, có sắc thấy sắc là giải thoát thứ nhất. Hai, bên trong có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài là giải thoát thứ hai. Ba, tin vào sự thanh tịnh là giải thoát thứ ba. Bốn, vượt qua các sắc tướng, chấm dứt các tướng đối đại, không nghĩ đến các tướng khác, biết hư không vô biên, thể nhập hư không vô biên là giải thoát thứ tư. Năm, Bồ Tát vượt qua các tướng hư không vô biên, biết thức vô biên, thể nhập thức vô biên là giải thoát thứ năm. Sáu, Bồ Tát vượt qua các thức tướng thức vô biên, biết vô sở hữu, thể nhập vô sở hữu xứ là giải thoát thứ sáu. Bảy, Đại Bồ Tát vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, biết sự an ổn của phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thể nhập phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng là giải thoát thứ bảy. Tám, Bồ Tát vượt qua phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chấm dứt các thọ tưởng, thể nhập diệt tận định là giải thoát thứ tám. Thiện Nam, thế nào là có sắc thấy sắc? Những gì có sắc đều do nhân duyên sinh, biết chúng rộng lặng, không có tuổi thọ, do đó thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Thế nào là bên trong có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài, thấy sự rộng lặng, không có tuổi thọ đều là nhân duyên sinh, do đó thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Thế nào là tin vào sự thanh tịnh? Nếu phân biệt tướng tịnh, bất tịnh là tà kiến. Vì tin vào sự thanh tịnh nên thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Vượt qua tất cả sắc tướng, chấm dứt mọi tướng đối đãi, không nghĩ đến tướng sai biệt, biết hư không vô biên, thể nhập hư không vô biên, biết vô số hư không đều rỗng lặng thì thoát khỏi trói buộc là giải thoát. Vượt qua hư không vô biên, biết thức vô biên, thể nhập thức vô biên, biết tất cả thức vô biên đó đều rỗng lặng thì thoát khỏi sự trói buộc, đó là giải thoát. Vượt qua thức vô biên, biết vô sở hữu, thể nhập vô sở hữu. Sở hữu là phiền não tham sân si, thể nhập vô sở hữu là diệt trừ phiền não ấy. Do biết như vậy nên thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Vượt qua các vô sở hữu, biết sự an ổn của phi hữu tưởng, phi vô tưởng,
thì nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Phi hữu tưởng là tự tánh rỗng rỗng rộng, vắng lặng. Phi vô tưởng là do nhân duyên mà có. Nhờ biết như vậy nên thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Vượt qua phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chấm dứt các thọ tưởng, thể nhập diệt toàn định. Bồ Tát thấy tưởng như giọt nắng, thọ như bọt nước. Tưởng chính là thọ, thọ chính là tưởng. Không hiểu biết, không thọ mạng. Do biết như vậy nên thoát khỏi sự trói buộc là giải thoát. Thiện nam, thế nào là Đại Bồ Tát có 8 thắng xứ? Đó là một có sắc thấy sắc tự tại, thấy biết về sắc đó, đó là thắng xứ thứ nhất. 2. Trong thân có sắc tướng, thấy sắc đẹp so bên ngoài, tự tại thấy biết sắc đó, đó là thắng xứ thứ hai. 3. Trong thân có sắc tướng, thấy vô số sắc đẹp so bên ngoài, tự tại thấy biết về sắc đó, đó là thắng xứ thứ ba. 4. Trong thân có sắc tướng, thấy một ít sắc đẹp bên ngoài, tự tại thấy biết sắc đó, đó là thắng xứ thứ tư. 5. Trong thân có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài có màu xanh, ánh sáng xanh, ví như thấy màu xanh, ánh sáng xanh của hoa Umaka. Cũng vậy, do bên trong có sắc tướng, Bồ Tát thấy sắc bên ngoài có màu xanh, ánh sáng xanh, tự tại thấy biết sắc đó, đó là thắng xứ thứ năm. 6. Bên trong có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài có màu vàng, ánh sáng vàng, ví như thấy màu vàng, ánh sáng vàng của hoa Yanikala. Cũng vậy, do bên trong có sắc tướng, Bồ Tát thấy sắc bên ngoài có màu vàng, ánh sáng vàng, tự tại thấy biết sắc ấy, đó là thắng xứ thứ sáu. 7. Bên trong có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài có màu đỏ, ánh sáng đỏ, ví như thấy màu đỏ, ánh sáng đỏ của hoa Bát Đầu Thi Bà. Cũng vậy, do bên trong có sắc tướng, Bồ Tát thấy sắc bên ngoài có màu đỏ, ánh sáng đỏ, tự tại thấy biết sắc đó, đó là thắng xứ thứ 7. 8. Bên trong có sắc tướng, thấy sắc bên ngoài có màu trắng, ánh sáng trắng, ví như thấy màu trắng, ánh sáng trắng của hoa U Sa Tư Đa La. Cũng vậy, do bên trong có sắc tướng, Bồ Tát thấy sắc bên ngoài có màu trắng, ánh sáng trắng, tự tại thấy biết sắc đó, đó là thắng xứ thứ 8. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thuyết Pháp Tập Phật Thuyết Pháp Tập Kinh Quyển 2.